Kính Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ở đây con xin đọc tụng phẩm thứ 13 dành cho cứu độ nhân thế. Phẩm thứ 13 Đức Phật Già Bò. Lúc đó Đức Thế Tôn giữa cảnh tái sắc Phật xuất đảnh Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho các đức Phật ở mười phương khen ngợi tuyên nói những sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hề đặng. Này Địa Tạng, Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta ở trong cung trời đáp lời đáp pháp hồ lớn có trăm nghìn muôn đức bất khả thuyết, bất khả thuyết tất cả các đức Phật, các vị Bồ Tát, cả hàng trời rồng toàn bộ chúng đây một lần nữa đem các hàng chúng sinh những kẻ ở trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà giác của cho ông. Ông chờ để các chúng sinh đó phải bị đọa vào các ác đạo dầu là chừng một ngày một đêm, hồn chí lại để cho chúng đó phải bị đọa vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục ác tỳ mà đến nghìn muôn đức kiếp không lúc nào cũng ra khỏi ư? Này Địa Tạng, tâm tình của chúng sinh cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo tội ác, thoảng hoặc có người phật tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thổ thất, còn như duyên nạp lại luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hòa độ thuận theo căn tành của chúng đó, hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời người giác vào trong trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam tiền nữ nào trong chủ đề cắn lại nhờ trăm phật pháp chừng bằng thời long mài trần hạt cạn chọn được thời, ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hành vô thường cho để họ thổ thất. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có trời hay người nào phải trang nghiệp mà thọ vào bị đọa vào chỗ nạp đạo, đến khi bị đọa vào hoặc đạo vừa bước đến cửa ngục, những chúng thánh đó đều có thể niệm đằng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu kệ kinh điển đại thừa. Ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trường cứu vượt các chúng thánh đó. Ông nên hiện thân ra được cái đó và tan địa ngục, làm cho họ được thánh lên cõi trời hưởng những sự vui vui giữa tu thần. Bây giờ Đức Thầy Tôn liền nói kể rằng: đời nay đời sau chúng thiên nhân nay ta ân cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền đầu họ đừng cho ác đạo đọa vào trong Bồ Tát ân gì. Bây giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thầy Tôn, cũng xin Đức Thầy Tôn chờ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niềm cung kính, con cùng dùng trăm nghìn phương tiện độ thuật người đó làm cho mau đầm giải thuật trong đầu nách từ hùng nữa là ngay các việc lành rồi luôn luôn tu hành tự nhiên ở nơi trào vô thường không bao giờ còn tổ truyền. Hư không tạ bạch hỏi: lúc Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đạo hội chấm đắp và hội có một vị Bồ Tát tên là Hư không tạ bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời đáp lời này nghe Đức Như Lai người khen nói thần thể lực không thể nghị bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau hoặc có người thiện nam cùng thiện nữ nào cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe chính từ của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiếm lệ hình tượng của Địa Tạng Bồ Tát, thời kẻ ấy được bao nhiêu điều phước lợi, cúi mong Đức Thế Tôn vì tất cả chúng sinh ở hiện tại và vị lai mà nói được việc ấy cho. 28 điều lời Đức Phật bảo Ngài Hư Không Tạ Bồ Tát: lắng nghe cho kỳ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này cho đền đọc tùng dùng hương hoa đồ ăn mòn đồ gây phục vật bầu mà bổ thị cùng dương ngợi khen chiếm lệ, thời kẻ ấy được 28 điều lời cho nó đấy: một, các hàng trời rồng thường hồ điểm; hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn; ba, chữa nhầm nhân vô thường cổ thành; bốn, mãi không còn thổi thất đào bồ đề; năm, đồ mặc bảo đắn dồi dào đầy đủ sao những bệnh tật không để nơi thân; bảy, khỏi những tai nạn về lửa và được; tám, không còn bị hại vì trộm cướp; chín, người khác thời đến thánh đoàn cung kính; mười, các hàng quỷ thần theo hồ trì; 11, đời sáu thân gái trẻ chuyển thành thân trai; 12, đời sáu trẻ làm các con trẻ làm con gái các hàng vương trẻ đại thần; 13, thân tử xinh đẹp; 14, phần nhiều được thánh về cõi trời; 15, hoặc làm bậc vua chùa; 16, có trí rằng biết rõ việc đó nhưng đời được; 17, có món cầu gì cũng được tùy; 18, quyền tổ quán vui; 19, cảm tái và bất ngờ để nhất trạch; 20, cảm nghiệp về ảnh đạo đến trường hành; 21, đi đến đâu cũng đều không bị trừ trở ngại; 23, nhân nằm chiếm bao an ổn vui vẻ; 23, những người thân tộc đại dịch nếu có tội thôi được khỏi khổ; 24, nếu về đời được có thuộc thời được thọ trách vì khỏi vũ trường; 25, các bậc thạch người khen; 26, cắn tạch lãnh lời thấm minh; 27, giàu lòng thương và nước tàn một đạo tinh vật. 7 điều lời lại vài lửa này hứa công tại Bồ Tát, chứ hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lãi cái danh nghiệp của Ngài Địa Tạng Bồ Tát
đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, hoặc bé các trừ về bốn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngờ khen chiếm lễ thờ trại đằng bài điều lưới, một bát chứng mừng thành, hai nghiệp bạc tiêu diệt, ba chư Phật để đồng hồ, bốn không nội thất bồ đề, năm bốn lực được tăng trưởng, sáu việc đời trưởng đem việt trò bày rủ đạo thanh phật. Đại hội thành thần, bây giờ bất cả thuyết tất cả đức Phật và đại Bồ Tát cùng toàn bộ chúng trời rồng ở mười phương đến dự pháp hội đồng, mấy đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngờ khen thuyết bày rất quái thần, lần chẳng thành ủy ban của Ngài Địa Tạng Bồ Tát đều khen là việc kết từng gò. Lúc đó trời nam lời trời vô lượng hướng hoa tiên ni chuỗi ngọc để cùng nhường đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát chấp nổi, tất cả đại chúng trong pháp hội đều là nhiếp này chấp tay mà lui ra. Nam mô đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát. Ha ha ha, Bụt Sắc Mâu Ni Phật.